các bạn. À, hôm bữa là mình đã từng làm clip là thử mua vé số cào 1000 tờ các bạn. Kết quả là trúng được khoảng 40% của 10 triệu, có nghĩa là khoảng được 4 triệu mấy các bạn. Và clip đó cũng có khá là nhiều bạn ủng hộ và kêu tụi mình làm tiếp, nên hôm nay tụi mình sẽ làm tiếp. Và lần này là sẽ đầu tư thẳng là 30 triệu luôn các bạn. Và cái giải nhất của cái vé số cào tức chính là tới 300 triệu lận. Bỏ 30 mà ăn là được 300. Để không mất thời gian thì mình đã mua sẵn luôn các bạn. Rồi shipper đâu vô em. Oh my god. Shipper gì đâu mà nhìn mặt giống đi đám cưới của em. Shipper coi kìa, coi kìa, coi kìa. Ok, nói chung là hôm nay là tụi mình là sẽ cào vé số 30 triệu, nghĩa là mua sẽ mua được gấp 3 lần bữa là 3.000 tờ các bạn. Đây, tụi mình mua được nguyên một cái thùng vé số thành phố Hồ Chí Minh. Này gọi là sổ số cào các bạn, thành phố Hồ Chí Minh sổ số cào. Nguyên một thùng như vậy là 30 triệu nè. Bấm đi shipper ơi, tiếp đi. Hàm làm. Mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn hỏi vì sao là mình le mặc đồ đẹp như vậy các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy phía sau lưng. Mình mới vừa đánh cái giải 24 tỷ đó các bạn. 24 tỷ 355 triệu 032 ngàn 0 trăm Việt Nam đồng. Ông ơi, cái này phải ông đó bạn, này là cái gì đó nhậm dí á. Tên mình không có chưa hát vô đây, mình ẩn danh. Đó, mặt của mình. Còn toàn thì đánh 22 tỷ nè. Cú thứ nhất thì lượm được 1 tỷ gữ. Anh, đây, anh shipper ơi. Anh shipper trúng 40 tỷ luôn. Anh chỉ làm cái đam mê. Ơi. Wow. Ủa ăn. Trời ơi. Anh ăn 80 tỷ. Nói vậy mới. 80 tỷ mặc đồ kỹ em. Đây là thay đổi phong cách, phong cách này là phong cách trừu tượng của em mà. À, văn giả. Văn giả thôi, nói chung là nó sống văn giả, thật ra nó mới lục 80 tỷ các bạn. Và hôm nay là tụi mình cạo này là cạo chơi chơi thôi, trúng 300 tỷ là chắc chắn là sẽ lấy các bạn. 300 triệu mà. 300 triệu. Tham lam quá. Tham lam quá. Ok, bây giờ mình sẽ review xem là nguyên một cái thùng bia giá số này là nó sẽ như thế nào các bạn. Nói chung là mình mua 30 triệu là được nguyên thùng như vậy nè. Thôi ra thôi. Đây nè. Đây đây đây, có đồ cạo đúng không? Ủa giá số lần này màu mè dữ hả? Giống như thùng BOPG này, ở thùng thính gỡ bung ra bốn góc. Ôi số. Chúng ta sẽ được nguyên một đống niêm phong như vậy đó bạn. Hai sóc. Hai sóc như vậy. Nó có cái số gì? 1 số tờ á. 4 2 4 1 4 2 4. Bắt đầu mình sẽ gọi là cái màn gọi là bóc zin ạ. Trời ơi, lần đầu tiên bóc zin giá số. Cạnh shipper kia. Shipper bóc zin nha. Shipper gì nó làm vì đam mê á, 40 tỷ á. Thường cầm góc này nè. Trời ơi, lần đầu tiên mình thường là bóc siêu của điện thoại bạn, cái này bóc được biết giá số luôn đã kìa. Ủa còn cái đâu cái siêu gì nữa. Đây đây đây. Đây. Đây đây nè, TikToker nổi tiếng nước ngoài là người ta bóc như vậy đó các bạn. Ok, vui ạ. Mình nghĩ là nguyên một chồng như vậy là 100 tờ và 15 tờ là 1.500, đây 1.500 bạn. Cái số này là ghi chơi cho vui thôi. Ok, không mất thời gian, chúng ta bắt đầu gọi là để đây. Và bắt đầu cào chứ các bạn. Rồi mấy bé cầm vũ khí lên. Cái này của anh. Đây, 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 đây. Người lớn làm việc lớn, đồ cào cũng lớn các bạn. Chúng ta sẽ cầm làm một lần nguyên một tờ 15 cái như vậy và cào nha bạn. Đó. Trước khi chơi mình sẽ bắt đầu gọi là bấm thời gian xem là clip này là tụi mình mất bao nhiêu thời gian mới có thể cào được 3.000 tờ. Có tất cả là 5 người cào nha bạn. Từ từ đây bắt đầu cái hai trường đó nè. Ok chưa? 3 2 1 cào. Và bảo là đây chúng ta sẽ review cào nha bạn. À, chúng ta sẽ có những cái trái cây các bạn, chuối, lê, nho, kiwi, dưa hấu các kiểu nè. Và bắt đầu mình sẽ cào nó nha. Trời ơi, cái đầu cào này đã nè, như tôi bắt giới nè. Trời ơi, oh my god, oh my god. Đó, ở phía bên đây là chúng ta sẽ có 4 số nè bạn. 44, 48, 03 và 29.
Và đây là những số dò nha. Ví dụ mình sẽ dò số 53 này. Đây số 53, sau đó mình nhìn bên đây xem là có 53 hay không. Không có là số 53 để chặt. Tiếp theo là 38. Mình sẽ dò. Không có 38, chặt luôn. 42, 44, 48, không có 42, chặt luôn. 05, chỉ có 03 thôi, chặt luôn. 12, không có luôn. 09, không có luôn. 47, có 48 mà, tức là chặt nha. 21, chặt luôn. 39, chặt luôn. 28, đây nó có 29 à, tức là chặt. 36, chặt. 31, chặt. 60, chặt. 57, chặt. 41, chặt. 27, chặt. Tờ này tạch với bạn, không trúng. Nói chung là chúng ta chỉ... Đây, em đã trúng được mà. 10.000, 27. Wow, An mới vô mở màn, người trúng đầu tiên là cu An với bạn. Đánh dấu liền 27 hả em? Dạ. Đây, chúng ta sẽ nhìn số 27 đi nha bạn. Đây, số 27. Và chúng ta sẽ nhìn qua phía bên đây. Có 27, trúng được 10.000. Đây, trúng được 10.000. Tiếp tục là cu dĩ trúng 10.000. Số 35 ạ. Shipper. Anh shipper hả? Tiền này của anh 10.000. Và ở đây chúng ta có số 35 nha bạn. Rồi ok, trúng 10.000. Nói chung là chỉ đơn giản như vậy thôi. Cào chút nữa là trúng 300 triệu các bạn. Khá là dễ nha. À, với cái tốc độ cào của cái mui khổng lồ này của mình thì trúng rách hết luôn. Không nghe cái nào. Không phải thôi, phải cào phải nghe thẳng lối nha bạn. Mình cào hết một lần 15 tờ như vậy luôn. Rồi dò. Wow. Sau khoảng 3 phút cào thì mình đã hoàn thành 14 tờ rồi. Bây giờ là màn dò nha. Mình sẽ dò theo dạng 51. Trúng dò 02. Chúng ta chỉ có 20 thôi. Trúng dò 50. Trúng gió 47. Đây 47. Và ở đây mình có số 47, tức là mình sẽ trúng được 20.000. Quá đã. Tiếp theo là 24. 27. 37. 11. Chặt. Bà trúng gió không ta? 21. Đây 10.000. 36. 07. Gió 06. 60. 39. 41. 16. 58. 54. 36. Rồi sau khi dò 14 tờ này thì mình trúng được 10.000, 30.000, 50.000 các bạn. 140.000, mình trúng được 50.000. Nói chung là trúng 10.000, 20.000 là chắc chắn là lỗ các bạn. Chúng ta phải trúng 300 triệu thì mới lời được nha. Wow. Phải nói là cực kỳ mỏi tay luôn các bạn. Để mình xem nãy giờ là bao nhiêu phút trôi qua rồi nha. Một tiếng 24 phút. Một tiếng rưỡi rồi. Mà vẫn còn rất là nhiều luôn các bạn. Đây, còn rất là nhiều luôn. Wow. À, mọi người xem thử xem là một tiếng rưỡi là mình mỗi đứa trúng được bao nhiêu tiền nha. Ghê à. Chúng ta tổng kết nha các bạn. Đây. Tổng kết trước đi. Nguyên tờ luôn. Đúng rồi, trúng được con tờ hả? Trúng được con tờ hả? Đúng rồi. What the hell. Mình có mấy cái rất là thú vị muốn cho các bạn xem. Mình có để dưới đây nữa bạn. Đây, những tờ thú vị. Đây, những cái số mà khoanh tròn là trúng đó nha các bạn. Mình trúng được 50.000. Rồi cộng thêm 10.000 là 60.000. 70.000. 80.000. 90.000. 100.000. 120. 130. 84. Wow, hết rồi nha, 84.
Nguyên một cái sóc này là 15 tờ, nghĩa là 150 và mình trúng được tầm tươi. Một tầm tươi có nghĩa là mình lỗ 10.000. Lỗ 10.000 các bạn. Có cái còn đặc biệt hơn. Đây, tờ này. Các bạn không thấy không có một bất kỳ một cái vòng tròn nào hết không? Tờ này 150.000 và tụi mình trúng được 0 đồng. Thật là hú vậy. Rồi tiếp theo là tờ này. Tờ này là số 16, trúng được 100.000 các bạn. Wow, 100, 101, 102, 103, 104. Vẫn là 104, tức là vẫn lỗ 10.000. Rồi, tiếp theo là tờ này. Không có bất kỳ một cái vòng tròn nào hết. Lỗ 150.000. Wow. Cái gì em? Em trúng được 100.000. Trúng được 100.000. Khoe luôn, khoe luôn. Trời ơi, quá đã luôn, ăn may mắn nè. Trúng nóng luôn các bạn. 52, 100.000. Wow. Phải chi 100 nó sửa hình xuống 300 triệu nha. Wow. À, sau 1 tiếng rưỡi chơi thì tụi mình sẽ có một cái thử thách để tăng động lực cho mỗi người lên. Mình thấy là như dĩ toàn đồ cào há là chậm đó các bạn. Nên bây giờ là người nào cuối cái cào hết nguyên cái đống này, người nào mà có số tiền nhiều nhất sẽ lượm hết tiền luôn. Wow. Tăng động lực lên nha các bạn. Ngon. Quá đã. Được, được. Oh my god. Từ từ, khoan đã. Bây giờ mình tiếp hạng đi, mình tổng kết lần 3, lần 4, lần 5. Đúng rồi, em tổng kết đi. Anh đang đua tóm, em tổng kết đi. Nè, mình được 340.000 nha mấy bạn. Tổng hết nguyên cái sắp này của mình. 340.000. Rồi à. Mọi người vậy là vậy này không biết rồi. Hai cái tờ này của anh là biết nhiêu không? Yeah. 288 rồi đó. Rồi, chủ sĩ trong giàu dữ rồi đó. Ok, nói chung là tụi mình sẽ làm cái bảng xếp hạng nha bạn. 288. Bây giờ cộng qua. Ờ, 288, lên cộng trước nha. Năm tầm 8. What the hell. 580.000. Hơn nhiêu? 304 anh. 304, 588. Em 420 anh. 420. Em được 420. Wow. 420. Và wow. Tiếp tục là ăn. Em được 430. 430. Ok, nói chung là bây giờ có động lực để cho mọi người cào nhanh nha các bạn. Tại vì 1 tiếng rưỡi cho qua mà cào chưa tới 1.000 tờ nữa. Quá buồn. Mấy cái này đó bạn, không biết bị cái gì rồi, nó cứ như vậy đó bạn. Đây, để mình cào cho bạn xem. Trời ơi, top pin gì đây. Còn có thêm khuyến mãi thêm cộng long nữa. Tình hình là mình đang đầu bảng các bạn, khá là buồn. Nên mình sẽ tích tiền ra mua đồ ăn cho các bạn nha. Mình được gần 600.000. Mà hồi nãy mình nhìn thấy cái đơn cáp sơ của mình hình như là 850. Thôi được rồi, coi như anh chưa nói gì nha mấy em. Coi như chưa nói gì nha. Ok, tiếp tục cào thôi bạn ơi. Tăng tốc, đua tốc. Đây, tụi mình vừa mới ship cáp sơ về nha bạn. 850k. Cái này là tiền của bên ekip thôi, chứ đang đua tốp mà sử dụng tiền của cái tờ giấy số là rất tốp chắc luôn các bạn. Cào nãy giờ có 500-600 ngàn à. Mua 800 ngàn sao mua nổi. Ok, tụi mình sẽ nghỉ giải lao 5 phút để review ăn gà cáp sơ. Wow. Có ai thích món này không? Gà xiên que nha các bạn. Còn mình thì quýnh cái hamburger to mà nha các bạn. Ăn cái này là no tới tối khuya luôn. Mình thì sẽ chơi đùi gà. Còn bạn shipper nó ăn cái gì á? Để biết lấy cho nè. Lấy cái đùi anh. Đùi à? Giờ còn có cái mình vậy không mà anh nói. Wow. Ủa? Sao không đi ship em ở đây làm gì em? Đâu anh, em nhường chức vụ cho shipper khác rồi. Wow. Tính ra làm shipper cũng sướng, là được ai làm mấy kiến cắn ngay cổ bốn vấu luôn kìa. What the hell? Gì vậy? Rồi nãy giờ là tụi mình cào được gần 3 tiếng đồng hồ các bạn. Và nó đã vơi đi rất là nhiều rồi nè. Đây, bên đây cũng vơi đi rất là nhiều. Chắc là nãy giờ cào được cũng khoảng 30% của mấy cái sắp đó rồi các bạn. Và kết quả là nãy giờ là toàn là được 850.000. Ăn được 820. Mình được 950. Hương hình như là 808 á Hương. 900 anh. 900. Còn dĩ nhiêu của anh ta? 920 anh. 920. Đúng rồi. Wow, vậy là ai đã đầu bảng đây. Đây. Mới được con luôn.
2 xị. Hồ bắt được heo rồi ra có 200 ngàn nữa hả? Wow. Oh, em còn có hiệp đựng con 10k nữa nè. Quách được, may mắn với em, cao lẻ. Cũng kia rồi. À nãy giờ là mình để ý là không biết bị gì là dĩ nó xin hay xin đi tiểu đó mấy bạn. Ờ đi tiểu nữa kìa. Đi đâu em? Đi vô dạ xin em chào á. Ok. À, nói chung là cạo này nó thật sự là nó mỏi tay khủng khiếp luôn các bạn ơi. Vừa mỏi tay mà vừa mỏi mắt nữa, do chúng ta phải nhìn con số đối chiếu qua khắc rắc là mỏi mắt luôn. Này, em được thêm con 10.000 nữa nè. Rồi thời tới rồi, kẻ không kịp luôn rồi. Tăng tốc lên. Top 1. Rồi ok, tình hình là đã cạo được gần 5 tiếng các bạn. Và tụi mình tổng kết sơ, không biết bị gì mà mình cào được tới 2.710.000. Tụi mình cào hạt luôn chứ không phải có vụ mà cào đưa qua đùng đẩy đâu nha các bạn. Đây, này là 1 triệu, này 1 triệu, đây là 2 triệu, còn đây là 710.000. Bị một chồng của mình, rất là bự luôn. Không biết là may mắn hay sao, vô liên tục luôn. Được 2.700.000, còn Hướng nhân phẩm hơi kém anh, được 1.250.000. Nhỏ xíu các bạn, Hướng nhỏ ha. 250.000. Còn dễ. Của em là 1.760.000. 1.760.000. Đúng rồi anh. Wow. Tại nhập phẩm em vô cái cao cao thôi. Vậy hả? À? Vô liên tục hả? Đúng rồi. Rồi tiếp theo là cô An, sao nãy giờ xuống giảm sút dữ em. Em có 1.280.000 anh ơi. Sao nãy giờ em không có ăn cái gì hết hay sao xui dữ à? Rồi thì cũng có lên mây cũng xuống đất mà anh. Ồ, làm gì xui rồi. Thiệt. Cuối cùng là Toàn thấy hơi tạp tới Toàn nhiêu á Toàn? Em cũng được có 1.200.000 anh. Ủa sao kỳ vậy ta? Cuộc sống rồi. Nói chung là mình double được mấy cái 200 đó bạn. Kết quả là nhảy số lên chứ lại may mắn mình cào hên xui á. Vô liên tục ví dụ một tờ như vậy mà được khoảng 140 gì đó là chắc chắn là lời với bạn. Có những tờ cào không có gì hết luôn. Và để tránh buồn chán thì anh làm kèo solo hơn chơi hơn. Nhiều người chơi luôn á hay. Vậy hả? Chơi hả? Chơi không? Đang dò. Nói chung là đây gọi là nó kèo lặt nước nha các bạn. Wow. Đây, mỗi người sẽ có một cái là 15 tờ chưa cào. Ok không? Ok ạ. Muỗng nha. Đúng rồi, chơi muỗng nha. Mỗi hàng cầm cái muỗng nha, muỗng nhỏ nha. Ok. Chơi muỗng nhỏ nha, không chơi muỗng lớn nha. Vô Toàn ơi. Muỗng này cào rất là nhanh nha các bạn. Chưa, để. Đâu, để đọc luật chơi em cứ gì cái con tư đi. Và cái luật chơi của cái kèo tụi mình khá là đơn giản. Mỗi hàng sẽ cầm một cái muỗng và cào 15 tờ nhỏ này. Thành một, nói chung là cào nguyên một tờ bự này nè các bạn. Ai mà cào nhanh nhất là sẽ được quyền lấy mỗi người rút đại các bạn. Lật ra đằng sau như vậy nè. Rút đại mỗi người lại được rút một tờ. Tức là đây có 5 người chơi, người nào chiến thắng là sẽ được rút 4 tờ. Wow. Lên găng liền. Rút 4 tờ. Ok không? Đã chuẩn bị chưa? Chưa. Em chưa chuẩn bị hết. Tủ này ngủ ghét nha, nãy giờ ngủ ghét không có cào cái gì hết. Ông biết cái này cào phải không? Ờ cái này không trang luôn kìa. Oh my god. Oh my god. Rồi vô anh ơi. Nói chung là Tú được mình cho nghỉ một cái là nó chơi khá là đã luôn các bạn. Tính ra là hôm nay là má nó mới báo với mình là nó đi chơi 4 ngày chưa về. Hình như là hồi tới cản không kịp vậy đó. Không hiểu tại sao nó lại mới chơi như vậy nhưng không sao. Nói chung là đang tuổi 16, 17 tuổi các bạn. Cái tuổi nổi loạn. Mình mà càng quản thì nó lại càng hư, bởi vậy nên cứ cho nó chơi thoải mái, chuyện nào mà gãy cánh thì tự động dời thôi các bạn. Không thể nào quản được đâu nha. Đây, minh chứng. Đúng rồi trời. Thật sự là như vậy các bạn, nói chung là đàn ông trai là đứa nào cũng vậy, hồi đó mình cũng vậy. Mình 16, 17 tuổi là mình đi heo coi mấy anh chị đồ đua xe đồ các kiểu là điểu, nhưng mà mình chưa có đua bao giờ, chỉ đi coi thôi. Chỉ có Tú là đi coi bị lụm đầu thôi. Ok chưa? Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Còn cậu trước kìa. Cậu phải xách nha, nào cậu dơ rồi. Một tờ. Ơi, 2 tờ. 3 tờ. Đi bỏ tay quá. 2 tờ. Nhanh chưa hả? Ghê anh không nhanh quá à? Nó thùng khí rồi. Sao rồi? Sao đâu? Chưa đâu mà. Ăn chi?
chèo em. Vậy xong chưa vậy? Ôi, chỉ ăn vẹn kìa. Ê, cậu à. Thằng A nó bỏ tay kìa. Sao à? Sao? Cậu ơi. Thằng nào không gian luôn. Mày đừng gian. Cậu ơi. Bỏ tay quá, bỏ tay quá. Bỏ tay quá, hết đồng ý rồi. Cậu ơi. Nói chung là có nhiều bạn ăn gian quá bạn ơi. Phạt. Không 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 không, thật sự là mình xong rồi nè các bạn. Thiệt không? Thiệt, xong rồi. Vậy? Xong rồi hả? Xong rồi. Vậy em xong ngang luôn mà. Mình cũng xong rồi. Ủa xong hiền hả? Các em tôi lấy có em. Ủa lấy có em. Ủa thôi. Các em tôi. Không, các em còn mấy cái nữa thôi, cầu tiếp cho mọi người giỡn. Thôi ơi, quà quà, ăn gian quá bạn ơi. Có. Em xong thiệt mà. Xả đây đây đây. Quỷ gian gian. Ai xong rồi thịt lấy ra nè. Ok, nói chung là tấu hài chơi hả bạn. Tụi nó ăn vàng quá, mỗi tay của nó ăn vàng. Ăn vàng đâu? Em còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à. Ăn xong rồi nè em. Người ta là tới, người ta đi tới ganh ganh bạch kim rồi. Em mới ganh đồng đồng. Em giỡn anh thôi nè, xong rồi nè. Ok, không tấu hài nữa, tụi mình giải lao ăn thêm phát nữa nha bạn. Rồi, tụi mình lại tiếp tục tiêu hao 1 triệu vào tiền pizza nha bạn. Đây, pizza. Mùa dịch này mấy anh ráp thì anh rất là chịu giao. Mấy bạn nhà xa cỡ nào thì anh cũng giao được hết á. Đây pizza, bây giờ mình sẽ review xem là bữa ăn pizza. Hiện tại là đã 9 giờ tối rồi các bạn ơi. Đây đồng hồ, 9 giờ tối. Nay pizza hút có cái hộp đẹp quá ha. Hộp bằng nhựa, bằng bạc nè. Trời ơi, đồ gà nữa. Cơm gà anh gọi cái món này. Wow. Gà tiếp nha. Có bill các bạn, 975.000. Tiền ship với lại bo nữa. Gà triệu mấy rồi. Đây pizza, rồi, quất thôi. Ok anh. Ngon quá. Wow. Quá lạ. Pizza này ăn vô làm nhớ là cái pizza của em anh. Ê chen nhiều quá. Alo. Ghê à. Ý là trình độ đạt tới đó rồi á. Dữ em. Nói chung là làm này thật sự là nó rất là tiêu hao sức lực các bạn. Tăng cơ bắp đồ. Đói cực kỳ luôn. Nãy mới vừa ăn cáp sơi xong giờ phải ăn thêm pizza nữa. Rồi tình hình là tụi mình gần tới 10 giờ luôn các bạn ơi. Cũng gần xong rồi nha. Còn khoảng chừng mười mấy tờ nữa là xong rồi. Yes. Yeah. Yes. Cái gì vậy? 500.000. Oh yeah. Này chắc là mình lên hạng nhì luôn mấy bạn. Đây quay được không em? Có mà anh, có hiện không mà. Hết. Wow. 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 500.000. Wow. Ghê à. Thôi tờ này hư rồi. Hư rồi. Mình phải sửa lại thôi. Ghê à. Đồ tốt hả? Wow. Không sao, anh bỏ xa em lắm rồi, anh cần 3 triệu rồi em. Nhiều đây là chắc leo leo là top 2 rồi. Em 20 triệu rồi. What the hell. Thật biết gì đâu, biết gì đâu. Thật ra là ăn giấu các bạn lâu nay. Ăn gáy. Rồi kết quả là đã hơn 10 giờ tối các bạn. Và hơn hết tụi mình đã được 6 tiếng 20 phút rồi. Và tụi mình chừa lại 5 tờ cuối cùng. 5 hàng tụi mình, mỗi hàng chừa lại 1 tờ cuối cùng để làm cái kèo gọi là cuối cùng nha bạn. Hy lợi, hồi nãy là có vài bạn ăn gian quá nên giờ phải hy lợi nha bạn. Thể hiện cái trình quay tay. Okay. Và trước khi cạo này thì mình sẽ tổng kết tiền của mỗi người nha. Tụi mình đã đếm xong hết luôn các bạn. Của mình được là 3 triệu 30 ngàn. Đây, chồng lại của mình. Ăn. Dạ em là 1 triệu 710 ngàn đồng. 1 triệu 710 ngàn đồng. Dạ. Toàn. Em thì được 1 triệu 570 ngàn. 1 triệu 570. Còn Hương 1 triệu 946 ngàn anh. Còn Dĩ? Còn em là 2 triệu 220. 2 triệu 220. Ok, cộng lại ha, 2 triệu 220. Wow. Mười triệu 456 ngàn nha bạn. Vậy tính ra là 30 triệu mà được 10 triệu là được khoảng 3% thôi. 33.33333% vậy. Vậy là hồi đợt trước mình được tới 40 mấy phần trăm rồi. Đợt này còn 3 mấy phần trăm.
mua càng nhiều càng lỗ. Ok không sao, mỗi hàng tụi mình còn một tờ, tức là còn 5 tờ, lỡ cào ra 300 triệu thì sao, đúng không? Rồi ok, vậy đợt cuối này ai mà cào được 300 triệu lụm luôn. Wow. Ok chưa, cầm muỗng lên. Từ từ. Rồi. 3, 2, 1, vô. Cào sẵn da nào còn dơ không tính nha. Đi hơi cho lần này mỗi tay với người ta. Đỡ luôn mỗi tay kìa. Tiêu rồi. Sao nãy là cào nhanh. Cào nhanh lắm rồi, bây giờ cào còn chậm chưa. Bỏ tay quá à. Mệt quá mẹ bạn ơi. Còn có quay tay nữa. Trời ơi, cái tay nó hết oxy rồi, nó mệt kìa. Thì ra quay tay. Nó mệt như vậy. Sao? Ghê hả? Sao đâu? Sao rồi? Từ. Sắp tới rồi. Bỏ tay quá. Sao? Đòn. Đòn 5 cái. Bỏ sai quá. Đòn. Đòn còn 5 cái, tao bỏ cuộc. Chúng ta bỏ tay kìa. Cái tay như là bại liệt luôn á. Quen luôn. Quan trọng là có sạch hay không cái đã. Cũng gọi là sạch cơ bản, hơi dơ xíu nhưng mà ổn. À, em không còn dơ miếng nè. Dơ này nha. Ôi trời ơi, em vẫn còn dơ lắm nha các bạn. Đây nữa nè. Thấy con số là được rồi. Giờ em thấy số ngàn nữa chứ. Nè, em phải nhìn của anh. Cho. Nhưng mà thì chỉ có em với anh Vĩ thôi chứ anh. Mà Vĩ đầu tiên đúng không? Vĩ đầu tiên phải test Vĩ thôi. Dơ nè. Dơ nè. Dơ che số trăm triệu nè. Dơ nè, thợ vô cái nào nè. Dơ nè. Thợ chơi dơ rồi Vĩ chơi dơ. Ôi. Nhưng mà để ý nha mọi người, không có cào cái số QR code này nè. Cái số QR code này nè, cào để nguyên riêng luôn. Còn what mình, còn mình cào dư là mình cào hết luôn á. Chỉ có bỏ mấy cái thôi à. Tôi cào có QR code thôi à. Đây nè, thấy không? Đây, bồ siêng năng. Chúng ta là một người tiền thường. Càng thù, bồ siêng năng. Còn mỗi cái nhỏ. Bởi vì tôi thấy mọi người nhanh dữ rồi. Chơi không cào QR code mà. Ok, tụi mình sẽ dò cái đợt cuối cùng này xem có tốn 300 triệu hay không các bạn. Dò các bạn ơi. Kết quả là mình trúng được 1, 2, 3 30 ngàn. Ui, em tới được 70 ngàn không? Còn được 70 ngàn. Ai được nhiêu em? Em được 40 à. 40. Hơn. Mình là mình như đây nha mấy bạn. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 đồng. Wow, wow. Toàn 70. Em 70 rồi. Toàn nhiều nhất. Đi lục. 70, 60 ăn. Không, em tới 50 rồi. 50. Anh 40 dĩ. 10. Rồi, kết quả sau khi 30 triệu mua được 3.000 vé số cao thì tụi mình thu về được là 10.676.000 nha bạn. Thật ra em trúng được con 300 triệu nè. Đâu. Đây, để cho bạn xem nè. Để em cầu kỹ rồi. Em mới trúng luôn á. Đây, để cầu kỹ rồi. Rồi, đây. Mới trúng 36, 300 triệu. Giấu em đừng để mọi người biết. Đi vệ sinh em, đi. Rồi sau 6 tiếng 32 phút và ngồi cào 3.000 tờ thì tụi mình được 10.676.000 nha bạn. Tức là được khoảng 34% thôi. Vậy là lỗ rồi. Đợt trước tụi mình được tới 4 mấy%, đợt này còn trúng được có 3 mấy% rồi. Lỗ rồi bạn ơi. Lỗ nhiều hơn đợt trước nhiều nha. Mình nghĩ là cái số này thì may mắn thôi, mới ăn được 300 triệu thôi. Ví dụ như có hơi người nào may mắn một tờ cũng trúng 300 triệu các bạn. Còn không may mắn thì chơi 3.000 tờ cũng tập thôi các bạn ơi. Chơi vé số là phải như vậy, phải chịu các bạn. Chủ yếu là trải nghiệm. Đây, người may mắn một tờ duy nhất 300 triệu. Để mang em ra ngoài đó.
Ok, nói chung là tụi mình kết thúc video tại đây. Bạn đã thích video thì tụi mình hãy để lại một like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi tụi mình ra những cái clip mà thử khách trải nghiệm đồ khác thú vị hơn nha bạn. Ok, tạm biệt các bạn. Nãy giờ thật sự là mình thấy là người sướng nhất chính là bạn bé Tú Hương nhất các bạn. Tú Hương hai thì nó bạn quay phim rồi nên Tú Hương nhất tao ở ngủ đồ đá. Ê cạo gì đâm mơ không à? Sao trúng giải hết rồi. Đây rồi ra tụi mình trúng giải hết rồi, cạo đam mê thôi các bạn. Mày mày cười tươi quá hả? Khoan, khoan đã. Còn Hương dư trúng, cái này Hương tặng nó bông mà chứ có trúng đâu.